trộm hồ để mà xây mộ cho mẹ. Thì hồi đêm hôm này nè, thì ăn trộm nó đẩy đi, nó gỡ mất cái motor của máy trộm hồ này của nhà rồi cả nhà. Hồi tối này hồi chắc là khuya đó, ăn trộm đó, mấy người ăn trộm luôn á, đẩy cái máy này ra ngoài đường á, đẩy ra đường lộ ngoài rồi nó gỡ cái motor mất tiêu luôn. Đó nên giờ cha mới đẩy cái máy chở vô nè, giờ gỡ motor ăn trộm mất cái motor rồi. Mưa lớn thì ở nhà mình cái nền nó bị ngập nè cả nhà.
luôn, vô tới trong nhà, vô tới chỗ hộp của mẹ luôn ha, là cái bữa trước. Rồi cái tới 2 ngày hôm sau thì thấy gì về đám ma mẹ đó, thì lại có một con cá lạ nữa, tự dưng nó nhảy vô mà nó không vô nhà nha, nó đi dọc bên hè này nè, nó đi dọc bên cái hè này nè, cái nhà nó lồn đó, biết không, sao giường á, cái nơi chỗ mà mộ mẹ đó đó, nó đi ra ngoài đó, đi ra chỗ mộ mẹ đó, nó đưa mấy gì đi ra ngoài đó chứ, nó lóc lóc hoài luôn mà nó không nằm nha, nó lóc đứng nha, mà cứ vậy mà nó lóc đi mà đường khó đi, nó vẫn lóc đi như vậy đó nha. Thì Kim thấy lạ đó, rồi mấy gì cũng thấy lạ, cho nên là Kim có lấy máy, Kim ghi hình và Kim cũng đăng mấy ngày nay rồi đó, cả nhà mình đó. Có bạn nào tin hay không thì mình không biết, nhưng đó cũng là một vấn đề tâm linh. Thì mấy gì cũng nói là chắc là mẹ cũng lấy mượn con cá rô để về nhà. Thì mấy gì cũng nói vậy đó. Mấy gì thì ở bên Đồng Tháp đó cả nhà. Đó thì mấy gì về, mấy gì thấy sự chuyện lạ như vậy, mấy gì cũng nói đó là hiện thân của mẹ. Đó là quá thân của mẹ để thành con cá rô để đi dòng đường sau này nè. Đường ngoài sau để đi ra ngoài sau giường đẩy mình ở sau á, là chôn mẹ ngoài đó, mộ mẹ ngoài đó. Và hôm nay thì cũng mộ mẹ cũng xây xong rồi cả nhà, xây xong hết rồi, cho nên là cái máy trộn bê tông này nè chưa có đem đi trả, chưa có đem đi trả, thì cũng để đây vậy đó, mà đêm hôm ăn trộm đẩy ra ngoài đường ha, nó đẩy ra ngoài đường lộ mà sẽ chạy ngoài đó đó, lỡ mất tiêu cái motor luôn. Trộn giỏi vậy không? Ở đây coi vậy chứ mà ăn trộm giặt dữ lắm, cái nhà ăn trộm dữ lắm luôn á.
rồi ớt xả nữa hết trơn. Xem video, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.